Như anh em đã biết thì phích nước dạng đông là hãng phích nước có thể coi là nổi tiếng nhất nước ta hiện nay. Thế anh em có biết rạng đông tiếng Anh là gì không nhỉ? Rạng đông tiếng Anh là Aurora. Không liên quan lắm nhưng mà hôm nay hãy cùng tôi review hai dòng xe Twitter Aurora 4700 tay ngang và tay cong nhá. Vào việc. Hôm nay tôi sẽ review hai em xe đạp sinh đôi Twitter Aurora 4700 tay ngang và tay cong cho anh em nhá. Cùng tên nhưng chưa chắc đã giống đâu. 4700 tay cong là xe đua, còn 4700 tay ngang là xe touring. Về phần khung xe thì sao? Cả hai đều được trang bị khung càng và cọc yên làm từ carbon thời thượng nhẹ tựa lông hồng. Tuy nhiên, tay lái và cổ lái của người anh tay cong này đều làm từ carbon cá mập có bô tăng để mới tay lái, còn chỗ em tay ngang chỉ là hợp kim nhôm mà thôi. Về bộ chuyển động, cả hai em đều được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagram 4700 có 20 tốc độ. Tay đẩy xe siêu lên, tay đẩy số vô cùng mượt mà. Mặc dù có cùng tốc độ, nhưng chỗ em tay ngang này lại được trang bị bánh đĩa cơ dầu đến từ nhà Richard Speck. Còn ông anh tay cong cũng là bánh đĩa cơ dầu đấy, nhưng mà là của nhà du cơ. May hơn, Richard Speck nhôm bị bạc đạn đều xuất hiện trên cả hai dòng xe. Lốp xe có kích thước 725C cùng bánh nhôm và cảm giác đập xe vô cùng mượt mà. Với mức giá là 15 và 17 triệu đồng, đủ đủ các ông tìm được hai em nào mà ngon bổ rẻ hơn hai em này đấy. Hãy đến ngay với xe đạp thể thao Vít cho con để trải nghiệm cảm giác lạc trong mê cung, bởi vì xe rẻ không đối thoại.